Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel Hùng Review đây. Ngày hôm trước thì mình vừa nhận được câu hỏi của bạn có tên là Uki. Các bạn ấy có hỏi mình là: anh ơi, có chiếc gaming phone nào mà tầm dưới 5 triệu không ạ? Nếu là hàng cũ thì có full box không anh? Với câu hỏi của bạn ấy thì gaming phone mà tầm 5 triệu ấy rất nhiều nha. Nghe thì hơi vô lý nhưng mà có rất nhiều. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn top những chiếc thoại gaming dưới 5 triệu hoặc tầm 5 triệu đi, cực kỳ ngon và anh em nên quan tâm. Nếu anh em quan tâm về những dòng điện thoại giá rẻ cấu hình cao với mức giá tốt nhất thì ở ngay phần mô tả và bình luận của video này đang có rất nhiều cho anh em. 2 triệu có Infinix, Techno, 3 triệu có Xiaomi, có Infinix, 3, 4, 5 triệu gì đấy thì đều có những dòng điện thoại giá rẻ cấu hình cao và được mình chọn lọc từ những shop uy tín. Còn bây giờ thì đến với nội dung chính trong video ngày hôm nay. Thực ra để nói rằng 5 triệu mà bạn muốn kiếm được gaming phone thì mình phải nói rằng là khó. Nếu mà nói hàng mới thì bạn chỉ kiếm được ba con gaming phone, có thể gọi là gaming phone mõm thôi, tức là cái đặt tên là gaming phone nhưng thực ra nó không phải là gaming phone, thì bạn có thể là kiếm được con như là Nubia Neo. Con này thì mình có check rồi, anh em mua ở trên Shopee hoặc anh em mua trên Lazada với con Nubia Neo này thì nó sẽ loanh quanh khoảng tầm là 4 triệu. Cụ thể là khi mà chúng ta áp voucher vào nó còn khoảng tầm là 4 triệu 1. Với con Nubia Neo ấy thì cái ưu điểm lớn nhất của nó là cấu hình của nó tạm ổn, với con chip là Unisoc T820, RAM 8/256 phục vụ cho nhu cầu chơi game phổ thông khá tốt. Đấy, màn hình tần số quét cao 120Hz, tần số quét cao 120Hz Full HD, pin thì 4500, có sạc 2.5W khá đuối. Nói chung là con này thì chỉ dành cho những anh em nào mà chuyên về game, không quan tâm lắm đến những yếu tố khác. Còn nếu anh em quan tâm lắm yếu tố khác như kiểu pin các thứ thì chúng ta bắt buộc cần phải cắt giảm một chút về phần hiệu năng để đánh đổi những yếu tố khác, thì các bạn nên mua cái con Infinix, đó là Infinix Note 30. Với con Infinix Note 30 ấy, thì giá của nó cũng chỉ khoảng tầm là 4 củ khoai thôi. Và các bạn cũng có được những yếu tố, ví dụ như là RAM 8GB, 256GB. Ví dụ như các bạn cũng sẽ có tần số quét màn hình là 120Hz. Ví dụ như các bạn cũng sẽ có hiệu năng với con chip Helio G99. Đó, các bạn cũng sẽ có pin 5000, các bạn sẽ có sạc 45W và cũng sẽ có sạc nhánh. Thì nếu các bạn thiên về cái yếu tố là cân bằng thì con Infinix Note 30 này nó sẽ làm ổn áp hơn, làm cân bằng hơn, nhưng mà hiệu năng của nó sẽ ở mức là gọi là tàn tàn. Đấy, còn nếu bạn có thể mua được hàng xách tay thì bạn cũng có thể mua cái con gaming phone về phần cấu hình này, đó là con Redmi Note 12T Pro. Con này hiện tại hàng mới anh em đang mua với mức giá khoảng tầm 4.7 triệu, và con này nếu so với cả là hàng cũ nhá, thậm chí nó còn mạnh hơn nhiều. Đó, con Redmi Note 12T Pro này thì nó là hàng mới nên chúng ta yên tâm hơn một chút về phần chất lượng. Con này có màn hình 6.6 inch, độ phân giải của nó sẽ là Full HD Plus và tần số quét của nó sẽ là 144Hz, quá ổn đúng không? Hiệu năng thì con này được trang bị con chip là Dimensity 8200 Ultra. Con này sẽ có phiên bản RAM thấp là 6128, 8128 hoặc là 8256, nhiều phiên bản lắm luôn đấy. Các bạn có thể là vào lựa chọn để biết được mức giá nhé, từ 4.7 triệu đến 5.7 triệu. Ngoài ra con này sẽ có camera 64 chấm, có quay 4K luôn, pin 5080mAh, có sạc nhanh 67W. Nói chung bạn cần hàng mới, mình khẳng định đây là chiếc máy mới dưới 5 triệu mà có được một cái hiệu năng rất mạnh. Rất mạnh nhé, nhấn mạnh là rất mạnh. Và thậm chí là so với những con gaming phone hàng lướt, hàng line new, con này còn mạnh hơn. Còn nếu anh em thích hàng line new, có luôn con K40 Gaming, mình vừa tìm được một vài shop bán. Anh em chỉ cần lên Facebook, anh em tìm từ khóa là Redmi K40 Gaming là ra. Thì có rất nhiều shop đang bán dạng cũ là hàng line new nhé, kiểu hàng qua sử dụng, full box, với phiên bản là 12GB, 256GB, giá 5 triệu. Con K40 Gaming này thì mình thấy nó khá là nhiều những cái điểm cộng ở trong tầm giá. Thứ nhất là thiết kế của K40 Gaming mình rất thích luôn. Thiết kế của K40 Gaming nhìn nó gọi là vừa một chút like một con điện thoại bình thường và một chút like giữa một con gaming phone, nên là nhìn nó khá hầm hố, nhìn nó đẹp. Quan trọng nhất là có trigger, đấy mới là yếu tố gaming của nó. Chơi game các thứ sẽ khỏe hơn. Màn hình sẽ là 6.67 inch Full HD Plus và các bạn vẫn có tần số quét màn hình 120Hz. Hiệu năng có chip Dimensity 1200, yếu nha, yếu so với con 8200 Ultra hoặc là yếu so với con 8100 nha. Nên con này về hiệu năng thì mình đánh giá không cao cho lắm, nó chỉ xem Snapdragon 865 thôi. Được cái là RAM ROM khá lớn, 12GB 256 hoặc 12GB 128 thì vẫn thoải mái cho anh em luôn. Camera 64 chấm, có cam góc rộng, có cam tele đầy đủ. Vẫn có loa kép và loa kép của JBL, nghe ngon luôn đấy. Pin sẽ là 5000mAh, có sạc nhanh 67W. Anh em nên lựa chọn hàng full box để mà mua. Mức giá con này rơi vào khoảng tầm từ 3.8 triệu cho đến là 5 triệu
tùy vào hình thức máy thôi. Hàng line new mà sức sức nhiều nhiều hoặc không có phụ kiện thì tầm 4 triệu. Còn nếu mà hàng đẹp keng có phụ kiện full box thì tầm là 5 triệu. Ngoài ra thì bạn có thể tham khảo thêm những con như là Blackjack 5. Blackjack 5 thì mình có check ở trên một số hội rồi, đang bán ở mức giá khoảng tầm là 5 triệu cho một chiếc máy gần như là có ngoại hình hơi xước một tí nhưng mà vẫn còn full box. Tại vì Blackjack 5 nhiều anh em giữ hộp lắm. Con Blackjack 5 thì tốt hơn so với, ngon hơn so với cái con K40 Gaming một tí. Và nếu anh em chuyên về chơi game thì mua con này hợp lý hơn. Con này cũng sẽ có màn hình là 6.67 inch Full HD Plus và tần số quét của nó là 144Hz. Con này anh em sẽ có một thiết kế rất gaming. Cái trigger của nó bấm sướng hơn so với con K40 Gaming nha. Bấm nảy hơn, độ sâu tốt hơn, bắn phê hơn so với K40 Gaming. Hiệu năng thì con chip Snapdragon 870, RAM của nó RAM 8/128 cho phiên bản thấp, và phiên bản cao của nó là 12/128, 12/256 tùy anh em. Đấy, camera thì gần như tương tự, 64 chấm. Loa kép có loa kép con này rất to, pin 4500mAh nhưng là sạc 120W. Rồi, còn thêm một cho anh em một lựa chọn nữa này. Nếu như anh em cần là gaming phone thì có thể tham khảo mấy con ROG phone ấy. ROG phone thì mình có tham khảo trên một số group gaming đang bán con này với mức giá khoảng tầm trên dưới 5 triệu, 4 triệu 9 hoặc 5 triệu cũng có. Anh em có thể lựa chọn máy theo dạng hình thức là full box. Đấy. Hoặc là kiếm đăng trên hội là kiểu gì cũng sẽ có người chào giá cho anh em, chào mua cho anh em. Với con ROG Phone 3 thì đây đúng nghĩa là một con gaming phone kiểu tập trung vào phần hiệu năng luôn. Với con ROG Phone 3 thì chiếc máy này ra mắt cũng tương đối lâu rồi. Nó ra mắt vào năm 2020 nhưng cấu hình và những gì nó trang bị thì đến bây giờ nó vẫn là ngon. Các bạn sẽ có thiết kế chuẩn gaming này, logo phát sáng của ROG này. Chúng ta sẽ có màn hình không tai thỏ, không giọt nước, không đục lỗ, chuẩn gaming, Full HD Plus và 144Hz. Hiệu năng thì con này nghe thì có vẻ, nhìn qua thì có vẻ yếu, Snapdragon 865 Plus. Nhưng mọi người phải hiểu rằng 865 Plus thực ra đó là phiên bản 870 đổi tên đó, nên tới thời điểm này nó vẫn rất là mạnh. Và Asus tối hóa hiệu năng cho con chip này rất tốt, nên cho vừa về cái phần hiệu năng thì anh em không cần phải lăn tăn đâu, em này chơi game bây giờ vẫn bén phết đó. Camera 64 chấm, góc rộng có này. Đấy. Và các bạn cũng sẽ có một thứ mà rất là hay ở trên con ROG Phone, đó là pin rất trâu, 6000mAh, có sạc 30W, mà quan trọng nhất nó có sạc nhánh từ thời điểm đó rồi. Anh em có thể cắm ở ngang hông của máy để vừa sạc vừa chơi game, rất đảm bảo mà không bị vướng víu. Hoặc là thể kể là các bạn cắm tai nghe vào để mà chơi game ở vị trí này thì nó cũng rất là ok luôn. Thì đó là những cái con gaming phone mà mình thấy rằng tầm 5 triệu bây giờ anh em có thể là mua được, kể cả hàng mới, hàng line new. Thiên về cấu hình thì nên mua con Xiaomi 12T Pro. Thiên về gaming hẳn hoặc là thiên về cái phần trigger chơi game hay thì nên mua cái con Blackjack 5. Còn nếu mà thích pin trâu thì có thể là lựa chọn con ROG Phone 3 nha. Anh em nghĩ sao về những câu trả lời của mình? Sai chỗ nào, chưa đúng chỗ nào đừng quên comment để lại cái nhận xét nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye anh em.